Wow, không ổn rồi, tiểu đoàn Cam Cam ngày càng đông lên rồi. Cuối cùng cũng gặp được nhau rồi. Anh Khoai Tây xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Cam Cam cũng chào tất cả các bạn nha. Trong một tập mới của Toy Station ngày hôm nay, anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ giới thiệu với các bạn một dòng đồ chơi sưu tập hoàn toàn mới có tên là Toozies. Khoai Tây ơi, em thấy có hai bạn màu cam giống em kìa. À, Cam Cam đang nói tới hai bạn này nè. Anh đoán đây là một bạn hổ thì phải. Còn đây là một em bé baby mặc một cái tã rất là dễ thương và có đội một cái mũ hóa trang cũng là hình bạn hổ luôn. À, anh biết rồi, hai bạn này là rất là thân đây nè. Vậy hả anh? Ủa vậy hai bạn này có thân giống như anh Khoai Tây với em không? Anh nghĩ là thân y chang như vậy luôn đó. Thôi được rồi, bây giờ Cam Cam hãy tạm đứng qua một bên. Anh sẽ bắt đầu giới thiệu bộ đồ chơi Toozy này cho các bạn biết nha. Ở phía bên trên của chiếc hộp thì đây là một cái tên chính của bộ đồ chơi Toozies và một câu slogan Everything's better together. Anh tạm dịch là mọi thứ sẽ tốt hơn nếu có hai ta. Hai ta ở đây có nghĩa là một bạn baby và là một bạn pet đó. Sẽ có hơn 140 bạn để chúng ta có thể sưu tập được. Find and match baby and pet friend. Chúng ta hãy tìm và gắn kết hai bạn baby và pet giống nhau. À, ở đằng trước chiếc hộp thì anh thấy có rất là nhiều bạn khác nhau nè. À, cái cặp hai bạn chó đốm này dễ thương quá. Trong đây có rất là nhiều hộp nhỏ và trong mỗi cái hộp nhỏ thì chúng ta sẽ kiếm thấy một bạn em bé baby và một bạn pet. Còn đây là bên hông của chiếc hộp. Bộ đồ chơi này cũng được làm từ hãng Moose, tức là chung hãng đồ chơi với lại Shopkins và The Grocery Gang đó các bạn ơi. Wow, và ở đây có chữ Made in China. Và anh biết có nhiều bạn sẽ hỏi anh, ôi anh ơi, đây có phải là đồ chơi Trung Quốc hay không? Thì mặc dù đã giải thích rất là nhiều lần nhưng mà anh Khoai Tây vẫn sẽ nói lại. Made in China ở đây có nghĩa là đồ chơi này do hãng Moose ở bên Úc đặt hàng gia công tại Trung Quốc. Nhưng mà tất cả những thiết kế, chất lượng và độ an toàn đều được kiểm duyệt bởi công ty Moose. Cho nên Made in China ở đây chỉ đơn thuần là được gia công tại Trung Quốc chứ không phải là đồ chơi của Trung Quốc. Ha, cho nên là bởi vậy chúng ta khi mà chơi đồ chơi thì cũng cần nên nắm một số những cái kiến thức cơ bản như vậy nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp nha các bạn ơi. Cam Cam lẹo quá ha. Rồi ok, 1, 2, 3. Ta-da! Wow! Các bạn ơi, ở trong cái hộp này thì chúng ta có tổng cộng là 30 hộp Toozies. Và trong mỗi hộp này thì chúng ta có chứa được một bạn baby và một bạn pet bất ngờ. Quá đã luôn! Quá đã luôn các bạn ơi! Đây là phần Cam Cam thích nhất luôn á! Đó chính là mở những bạn đồ chơi bất ngờ! Rồi, bây giờ anh Khoai Tây sẽ mở hộp đầu tiên của bộ đồ chơi Toozies này. Và sau đó anh sẽ giải thích thêm về cái câu chuyện của bộ đồ chơi này nha. Đây là mặt trước của chiếc hộp. Bộ đồ chơi này dành cho những bạn 5 tuổi trở lên. Vì bộ đồ chơi này có những cái bộ phận rất là nhỏ tương tự như là Shopkins, cho nên là sẽ không có phù hợp cho những bạn nào mà dưới 5 tuổi đâu. Đây chính là bộ Toozies Season 1, season đầu tiên luôn đó. Và mỗi hộp như thế này ở bên trong là chúng ta sẽ kiếm thấy hai bạn Toozies hoàn toàn bất ngờ luôn, không có biết trước. Bên trên chiếc hộp là một cái sticker Toozies.com, là trang web chính thức của đồ chơi Toozies. Ở đằng sau chúng ta cũng thấy một cái logo của hãng Moose. À, bao bì được bọc rất là chặt chẽ nè, cũng giống như những hộp Shopkins chính hãng, rất là đẹp. Rồi bây giờ anh sẽ bóc cái hộp này ra. À, bên trong chúng ta cũng có hai bạn Toozies bất ngờ nằm trong đây. Cái bịch cũng khá là giống với lại Shopkins. Ủa sao chúng ta không có cái list giống như Shopkins vậy? À đây rồi. Wow, thì ra được giấu ở đây. À, ở đây chúng ta có như là ba cái giống như là sticker vậy. Cái này là tờ hướng dẫn sử dụng. Thì ra chúng ta có thể gắn được mấy cái hộp này lại với nhau. Quá hay luôn. À, anh biết rồi, đây là cái tờ mà giống như là cái background gì đó. Anh sẽ gắn vào đây. Ta-da! Cái hộp này chúng ta sẽ để chân những bạn Toozies ở đây. Và có một cái background hình trái tim nè, nhìn cũng dễ thương. Còn đây là một cái list danh sách của tất cả các bạn Toozies. À, chúng ta có hơn 140 bạn để mà collect. Những bạn nào có trái tim màu hồng tức là bình thường, trái tim màu xanh là hiếm, trái tim màu hồng là siêu hiếm, những bạn trái tim màu tím chính là limited editions, là những bạn phiên bản giới hạn thôi, rất là khó kiếm luôn. Còn những bạn có vòng tròn màu xanh chính là con trai, còn những bạn vòng tròn màu hồng là con gái. Ngoài ra còn có những bạn được sơn rất là đặc biệt như là sơn màu neon hoặc là sơn màu metallic, rất là đẹp luôn. Còn bên dưới đây là những nhóm Toozies, cũng gần giống như là những nhóm bạn Shopkins vậy. Đây là nhóm Too Sweet, là hai bạn ngọt ngào. Nhóm Too Wild, nhóm hai bạn hoang dã. Nhóm Too Cool, nhóm hai bạn quá ngầu.
Còn nữa nè, nhóm này là hai bạn too adventurous, đó là hai bạn thích phiêu lưu mạo hiểm. Too noisy là hai bạn ồn ào quá. Anh cũng khá hiểu đó, ví dụ như hai bạn này là hai bạn gà con nè, hai bạn vịt con nè, tối ngày cứ cạp 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 chip 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 là siêu ồn luôn. Còn đây là nhóm hai bạn too cheeky, anh cũng không biết dịch chính xác là như thế nào, mà có thể tạm dịch là hai bạn dễ thương. Đây, còn đây là những bạn ở trong nhóm too precious, limited edition. Những bạn này là siêu hiếm luôn, ở trên thế giới có rất là ít ai mà có được những bạn này là siêu may mắn luôn. Ngoài ra thì cho những bạn nào muốn tìm hiểu thêm về đồ chơi 2Z có thể vào 2Z.com. Rồi, xong phần giới thiệu rồi, anh mở lẹ đi anh, em xúc ruột quá rồi á. Ok, Cam Cam lúc nào cũng vậy hết trơn á. Rồi, bây giờ anh sẽ mở cái bịch đầu tiên này ra. Cái bịch này có vẻ bự hơn cái bịch này. Nhìn sơ sơ thì cũng rất là giống bịch Shopkins, cũng được làm từ loại nhựa an toàn LDPE number 4. Rồi, bây giờ anh sẽ mở nha. 1, 2, 3. Wow, hình như đây là một bạn siêu hiếm thì phải. Để anh kiểm tra lại nha. Đâu rồi? Đúng rồi các bạn ơi. Bạn này tên là Pingo, là một baby girl, tức là một bạn bé nữ, và có ký tự trái tim màu đỏ nè, tức là siêu hiếm. Wow, ngay từ hộp đầu tiên luôn các bạn ơi. Wow, hôm nay anh khoai tây hên dữ luôn á. Yeah, quả là một khởi đầu hết chỗ chê luôn anh khoai tây ơi. Còn bây giờ anh sẽ mở luôn cả bạn này ra. Ta-da! Wow, và đây là một bạn chó con rất là dễ thương. Các bạn ơi, bạn chó con này có tên là Dozer. Bạn này có một trái tim màu hồng thì cũng là bình thường thôi, và là một bạn trai bởi vì cái vòng tròn màu xanh. Tên của những bạn pet thú nuôi là sẽ nằm bên dưới, còn tên của những bạn baby sẽ được nằm ở bên trên. Bạn Dozer này chính là thú cưng của bạn baby Digby. Ủa, anh Khoai Tây ơi, vậy hai bạn này đâu phải là hai bạn thân của nhau đâu. Các bạn ơi, anh Khoai Tây đã hiểu rồi. Tức là mỗi bên trong một hộp bất ngờ này của 2Z, chúng ta sẽ luôn luôn kiếm được hai bạn, một bạn baby và một bạn pet. Nhưng không nhất thiết là hai bạn này sẽ phải là bạn thân của nhau. Bạn pet của em đâu rồi? Bạn của em đâu rồi? Em Cam và các bạn ơi, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đó chính là tìm kiếm những baby và những bạn pet mà là bạn thân của nhau. Bạn thân của hai bạn 2Z này vẫn còn nằm ở đâu đó ở trong những cái hộp đây. Rồi, bây giờ anh sẽ tạm để hai bạn này ở đây cùng với cái hộp. Vậy bây giờ chúng ta sắp bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm nào. Đúng rồi anh Khoai Tây, anh kiếm lẹ đi, không thôi là mấy bạn không có bạn thân là buồn lắm á. Rồi, bây giờ anh sẽ mở một cái hộp thứ hai. Cái hộp thứ hai này có một cái background hình những cái que kem. Còn cái hộp đầu tiên anh mở ra thì có hình trái tim, và có cái viền này cũng có một cái màu hồng lạc nè. Còn đây là hơi màu hồng hơi tím tím. Đó là hai phiên bản của hai chiếc hộp. Ngoài ra thì anh Khoai Tây còn nhận ra một sự đặc biệt của những chiếc hộp này, đó là chúng ta có thể hoàn toàn kết nối chúng lại với nhau. Như vậy đây. Ta-da! Wow, đây giống như là nhà của mấy bạn 2Z vậy đó. Đúng rồi đó Cam Cam, ở đằng sau chúng ta có thể thấy kết nối như vậy nè, rất là hay. Không những bên hông mà chúng ta còn có thể kết nối ở bên trên hoặc bên dưới nữa. Anh sẽ thử nha. Wow, được luôn nè. Các bạn ơi, có nghĩa là chút nữa khi mà anh Khoai Tây mở thật nhiều những cái hộp 2Z này, anh sẽ kết nối thành một cái tòa nhà thiệt là bự, và sẽ trưng những bạn 2Z đứng ở bên trong. Như vậy đây. Ta-da! Wow, rất là hay luôn. Bây giờ anh sẽ tiếp tục mở bạn này ra. Wow, đây là một bạn baby bạch tuộc. Trời ơi, dễ thương quá cái nón. Oh, so cute. Đây là một bạn gái có tên là Olive. Anh đoán đúng rồi, đây là một bạn bạch tuộc. Có bạn pet là bạch tuộc Olivia nè. Bạn này có trái tim màu xanh, tức là hiếm. Ta-da! Trời ơi, dễ thương kinh khủng luôn. Để xem bạn Olive của chúng ta đi cùng với một bạn pet nào này. Oh my god, dễ thương quá chừng luôn. Đây là một chú voi con. Trời ơi, cái voi ngắn ngủn mà nhìn như con heo vậy. Bạn voi này có tên là Nudge, là một bạn pet của bạn Nelly, là một bạn nữ. Bạn này làm anh liên tưởng lại chú voi Dumbo đó, rất là dễ thương luôn. Nhưng mà chỉ có điều là anh thấy ở đây cái màu sơn nó hơi bị trầy một chút xíu, chắc là do trong quá trình đóng gói hoặc như thế nào đó. Nhưng mà bạn này rất là dễ thương, anh thích bạn này nhất luôn rồi đó.
Anh Khoai Tây ơi, trong lúc mà tạm thời mấy bạn Thép này chưa kiếm được bạn thân của mình, anh để cho Cam Cam em làm bạn thân của mấy bạn đi, cho mấy bạn đứng gần em đi anh. Ok, cũng được. Đây, anh cho bạn Nudge này đứng gần với em nè. Dozer luôn. Hello hai cưng, anh tên là Cam Cam và bây giờ anh sẽ tạm thời trông giữ các em đó nha. Đây là tiếp theo. À, chúng ta có một cái họa tiết khác ở trong cái hộp này, nhìn rất là đẹp, trông như là những chiếc lá rơi vậy đó. Anh sẽ tạm để ở đây. Những bạn chu gì tiếp theo nào đây. Ta-ta. À, đây chính là bạn Curly, một bạn nữ nằm ở trong nhóm Too Wild, là những bạn hoang dã. À các bạn ơi, bạn Baby Curly của chúng ta là đang đội một cái nón của một chú rắn hổ mang nè. Ôi nhìn ghê chưa. Nhưng mà có lẽ đây là chú rắn ngỗ mang dễ thương nhất mà anh từng thấy luôn á. Bạn Curly có một đường da bánh mật rất là dễ thương. Còn đây là một bạn pet đi chung. Ta-da! Đây chính là một chú gà con Penny ở trong nhóm Too Noisy. Bạn gà con này thì có một bộ lông màu trắng. Nhìn ngây thơ vô số tội luôn. Bạn Penny cũng chưa kiếm được bạn thân luôn. Anh Khoai Tây cho bạn gia nhập vô tiểu đoàn Cam Cam luôn đi anh. Rồi, nè ok, tiểu đoàn Cam Cam. Giờ là hộp thứ tư. Ha, thêm một hộp trái tim nữa. Sẽ nối bốn cái hộp này lại với nhau. Ta-da! À, đây là bạn Bonnie. Có một chú pet là một chú gấu koala. Ta-da! Bonnie của chúng ta cũng là một bạn nữ màu hồng. À, rất là dễ thương. À, còn một điều nữa là tất cả những cái bạn 2G Baby này đều có thể xoay đầu được hết. Và có rất là nhiều tư thế đứng khác nhau. Và đặc biệt là bạn Bonnie này là ngồi này chứ không phải là đứng như những bạn kia. Gia nhập hội Baby Choosy nào. Ta-da. Đây là một chú gấu có tên là Chatter. À không, phải gọi là một cô gấu chứ nhỉ. Tại vì bạn này là bạn nữ mà. Có cái vòng tròn màu hồng nè. Ồ, cũng rất là dễ thương luôn. Nãy giờ là mình chưa kiếm được một cặp bạn thân nào luôn á anh Khoai Tây ơi. Cam Cam yên tâm đi, anh nghĩ là chắc chắn sẽ được mà. Bởi vì chúng ta còn rất là nhiều hộp Choosy ở đây. Bây giờ anh sẽ mở một lúc hai hộp luôn. Một, hai, ba. Hôm nay có hoa văn hình là những quả chuối này chúng ta chưa có. À, bạn này có đội mũ của một chú cáo rất là dễ thương. Và đó chính là bạn cáo Swifty ở trong nhóm Too Wild, tức là hoang dã. Bạn cáo dễ thương quá. À, các bạn ơi, cũng giống như là Shopkins hoặc là Grocery Gang thì những bạn 2G chúng ta thường cũng sẽ có hai phiên bản màu. Ví dụ như bạn cáo này có một phiên bản màu cam và một phiên bản màu hồng đỏ. Hoặc là bạn Curly hồi nãy anh mới mở ra cũng vậy, có một phiên bản màu vàng nè, hoặc là một phiên bản màu đen có tên là Rattles. Anh hy vọng chút sẽ mở được hai phiên bản màu luôn. Bạn này đang ở một cái tư thế quỳ một chân giống như là ta-da. Rất là dễ thương luôn. Anh sẽ mở luôn cái bịch bự chứa bạn 2G Baby tiếp theo. Lòi cái chân ra trước. Wow, bạn này đẹp quá. Wow, các bạn ơi, hèn chi anh thấy bạn này có một cái gì đó rất là đặc biệt. Hóa ra bạn là một bạn ultra rare, siêu hiếm luôn. Bạn này là một chú hươu cao cổ có tên là Creamy. Và đây là bạn pet Dreamy của bạn. Wow, có một cái màu neon chuyển màu rất là đẹp. Wow, dễ thương vô cực luôn. Ta-da. Vậy là bữa nay chưa gì anh Khoai Tây đã có hai bạn siêu hiếm rồi. Thôi chừng nào anh bảo là những bạn phiên bản giới hạn á mới hay. Thôi thôi Cam Cam đừng có đòi hỏi quá đi, những bạn đó là khỏi mơ luôn đi. Rất là ít luôn á. Oh yeah, đây là bạn gấu koala. Như vậy là anh Khoai Tây đã kiếm được một cặp bạn thân rồi. Ta-da. Bạn gấu koala này có tên là Tracy, chính là bạn thân của Bonnie. Ta-da. Wow, hay quá. Đây là cặp đôi bạn thân 2G đầu tiên của ngày hôm nay. Oh yeah,
bạn nha. À, bây giờ thì anh sẽ để cặp bạn thân này vào nhà của mình nha. Ta-da. Anh Khoai Tây xin chúc mừng cặp đôi hoàn hảo 2G đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là Baby Bonnie và bạn Pet Tracy, một chú gấu koala thật là dễ thương. Em Cam Cam ơi, còn bạn thân của em đâu? Em nữa, còn của em nữa, còn của em nữa. Của em đâu? À, tụi em chờ anh chút xíu nha. Anh Khoai Tây ơi, thấy hai bạn đầu tiên có cặp rồi. Rồi mấy bạn bét này cũng bắt đầu cũng ganh tị rồi, sốt ruột kìa anh ơi. Anh mau mau kiếm ra mấy bạn thân cho mấy bạn đi, lẹ lên đi anh. Ok ok, bình tĩnh Cam Cam, anh đang cố hết tốc lực đây. À, còn một bạn phát cuối cùng nè, anh không biết bạn nào, bây giờ anh mở ra luôn. Còn đây là Jam, một cô rái cá nhỏ xíu, rất là dễ thương. Và bạn rái cá này thì cũng chưa có bạn thân luôn. Wow, không ổn rồi, tiểu đoàn Cam Cam ngày càng đông lên rồi. Anh Khoai Tây phải nhanh chóng kiếm được bạn thân cho các bạn thôi. Đúng rồi anh, nhanh lên đi anh. Rồi, được rồi, bây giờ anh đang cố hết sức đây. À... đây là bạn Choosy Baby, đội nón hình một chú chuột màu hồng rất là dễ thương. Mà này có tên là Waddle, là một baby girl nha các bạn. Tiếp theo, chúng ta có thêm một bạn nữ nữa. Đây là bạn Penelope, bạn này có đội một chiếc mũ hình một chú ngựa màu vàng có cái bờm màu tím rất là dễ thương. Oh. Và bây giờ là hai bạn pet, anh sẽ mở hai bạn này ra cùng một lúc. Oh yeah, kiếm thấy rồi, đây là bạn World. Đây chính là bạn pet của bạn Waddle hồi nãy mà anh vừa mới mở ra luôn. Ta-da, vậy là một cặp bạn thân nữa vừa mới tìm thấy nhau. Thôi anh Khoai Tây ơi, mỗi lần mà mấy bạn Suzy kiếm thấy nhau á, em mừng hết biết luôn á. Bây giờ anh sẽ mở tổng cộng một lúc 4 hộp luôn để tăng tốc độ cho những bạn Suzy chúng ta sẽ kiếm thấy bạn thân của nhau nhanh hơn. Bốn hộp cùng mở ra một lúc nào. Ta-da! Đây là bạn Talky, một bạn vẹt cũng thuộc hàng hiếm đó nha. Hồi nãy vì kiếm được một bạn Choosy có cặp cho nên anh mừng quá quên giới thiệu bạn này luôn. Bạn này cũng rất là hay nè, xòe cánh ra. Bạn đang quên đâu rồi. Thôi em đi chơi với anh Cam Cam đây. Bây giờ anh Khoai Tây sẽ liên tiếp mở những bạn này ra. Oh yeah, đây là một bạn ultra rare, anh biết chắc luôn. Đây chính là bạn Choosy Baby Zandy, một bạn ngựa vàng 7 sắc màu luôn. Và bạn này có một trái tim màu đỏ nè, tức là ultra rare. Bạn Zandy này có một cái màu neon, nhìn rất là rực rỡ luôn. Đúng là siêu hiếm mà. Nhưng mà cho dù siêu hiếm cách mấy thì cũng chưa có hoàn hảo nếu như anh chưa kiếm được bạn pet cho bạn Zandy này. Rồi, tiếp tục thôi, anh sẽ mở một bạn pet. Đây là bạn Tweety, một bạn pet mèo rừng. Bạn này đang trong một tư thế rướn người lên rất là dễ thương. Đây là một bạn baby thỏ Mabel. Bạn baby này đội một cái nón hình chú thỏ rất là dễ thương. Ta-da. Đây là một bạn pet tê giác có tên là Stompy. Trời ơi, dễ thương chưa từng thấy luôn. Cái sừng ở trước mũi cái chút chiếu chiều chiêu luôn. Oh yeah, một cặp bạn thân đã được tìm thấy. Bạn baby này tên là Charlene và bạn pet của bạn Charlene là Chatter. Ta-da, hai bạn gấu gặp nhau mừng quá. Tiếng, anh Khoai Tây đã liên tiếp lập công rồi. Đây là bạn Mellow, bạn thỏ, chính là bạn pet của Mabel. Yeah, cuối cùng cũng gặp được nhau rồi. Yeah. Không thể tin được luôn, 3 lần liên tiếp gặp may. Và anh Khoai Tây lại kiếm được một đôi bạn thân. Ta-da. Đó là hai bạn Tiki and Talky.
Ta-da! Hai bạn, đây là bạn vẹt, còn đây là bạn bạn baby có đội một cái mũ hình chú vẹt, cái mỏ có ba màu rất là dễ thương. Whee! Ôm nhau cái nào! Đây là một bạn pet hưu cao cổ có tên là Bangles. Và bạn này cũng chưa kiếm được bạn thân của mình luôn, cho nên anh cũng sẽ cho gia nhập vô tiểu đội Cam Cam. Có thêm một thành viên mới nữa này Cam Cam ơi. Wow, tiểu đội Cam Cam đông quá anh Khoai Tây ơi, làm sao mà em nuôi nổi đây? Cam Cam yên tâm đi, anh Khoai Tây sẽ cố gắng kiếm tất cả những bạn thân cho những bạn pet này luôn. Và tiếp tục anh sẽ bóc tiếp 4 hộp Suzy này ra luôn. Anh sẽ mở những hộp Suzy này theo một cách đặc biệt. Bây giờ anh sẽ chồng hai hộp này lên nhau. Và bây giờ cùng ấn xuống nha. 1, 2, 3. Ta-da! Wow! Rồi, và tương tự với hai hộp này, sẽ để chồng lên vậy luôn. Rồi, chuẩn bị chưa? 1, 2, 3. Wow! Rất là nhiều bịch luôn. Nhưng mà bây giờ anh sẽ phân loại ra. Những bạn bịch to là những bạn baby anh để qua một bên. Bây giờ anh sẽ mở cả 4 bạn pet này ra trước, với hy vọng là những bạn pet này sẽ kiếm được những bạn thân của mình, là những bạn babies đang đứng đây nè. Rồi, các bạn cùng anh Khoai Tây chúng ta mở thôi. Yeah, đây cũng là một chú ngựa vàng siêu hiếm. Có một trái tim màu đỏ ở đây nè, tên là Bandy. À, chỉ đáng tiếc là hồi nãy chúng ta mở ra bạn baby Zandy, cũng là ngựa vàng nhưng mà là có màu khác, cho nên vẫn chưa phải là một cặp bạn thân. Yes! Yeah! Đây chính là bạn bạch tuộc Olivia, người bạn thân của Olive. Vậy là anh đã kiếm được một cặp rồi. Whoops! Anh lỡ đụng bạn Curly ngã luôn. Đây chính là Splashes, một bạn vịt chưa có tìm thấy bạn thân. Đây là Georgie, một bạn tê giác cũng giống như là Stompy luôn. Cả hai bạn này vẫn chưa kiếm thấy được bạn baby Suzy của mình. Rồi, bây giờ sẽ đến lượt 4 bạn baby còn lại. Kì chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Đây chính là một bạn baby đội nón của một chú ếch tên là Lily. Đây là một baby có đội nón một cái chú chim cánh cụt tên là Wobbles. Wobble 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 wobble. Còn đây là bạn Gracie, một baby Suzy, đội cái nón hình chú gấu màu đỏ, và ở miệng thì có ngậm một cái ti giả nữa. Rất là dễ thương luôn. Yes, yes. Oh, đây chính là Digby, người bạn thân của chú chó Dozer. Come here, Dozer. Come here, Dozer. Bạn đó giờ và Điếc đi nha, đã tìm thấy nhau rồi, không có gì là vui hơn cả. Ta-da! Anh Khoai Tây xin giới thiệu cho các bạn, đây chính là bộ sưu tập Suzy đầu tiên của Toy Station. Và phía trên này là những bạn Suzy đã kiếm thấy bạn thân của mình rồi, nhưng mà cũng có một số bạn ở dưới này thì chưa có kiếm được những bạn pet của mình. À, các bạn ơi, mặc dù còn rất là nhiều bạn baby Suzy và những bạn pet Suzy chưa có kiếm được những người bạn thân của mình, và anh Khoai Tây cũng còn rất là nhiều hộp Suzy mà chưa có mở ra, nhưng mà anh Khoai Tây và Cam Cam xin được phép kết thúc phần 1 của video mở đồ chơi Suzy tại đây, bởi vì thời lượng của video có hạn. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, anh Khoai Tây sẽ tiếp tục làm phần 2 vào thứ bảy tuần sau nhé. Hả anh Khoai Tây? Như vậy có nghĩa là em phải trông những bạn pet Suzy này cho tới nguyên một tuần hả? Thì đúng rồi, đây là tiểu đội Cam Cam mà, em phải trông các bạn thôi, anh không biết đâu. Úi mèn ơi. Cam Cam yên tâm đi, trời ơi có sao đâu, anh sẽ giúp em mà. Video mở đồ chơi Suzy phần 1 của anh Khoai Tây và Cam Cam đến đây là hết rồi. Nếu bạn nào thấy hay thì hãy cho anh Khoai Tây một like nhé. Hãy chia sẻ và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha.